偏偏成为朋友，离开至挽留，总无求走到强求，没法放手。前方有太多想要去追，别回望过去，求得到所需，甘露雨水，甘愿如蜗居。 Huấn luyện viên cực thân ông nha. Ha, hôm khác chúng tôi lại tới tìm ông. Được. Bye bye. Tạm biệt. Ừ, được. Nè, anh Chính. Chơi nãy giờ rồi anh cũng mệt. Nè, qua đây, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Hay là về đi, đã học xong rồi, lại lăn nãy giờ. Mọi người không mệt hay sao chứ? Nè, lúc nãy thím có nghe huấn luyện viên nói không? Một cao thủ chơi bóng gỗ trên cỏ, cần phải có sự tập trung cao độ. Thím chỉ biết la lối om sòm ở đây. Anh mới là lớp sơ cấp thôi. Chừng nào mới tới lượt anh làm cao thủ. Nè. Mọi người cứ nghỉ ngơi trước đi, con chơi với ba Chính là được rồi. Dạo này Di Gia đúng là ngoan ngoãn, ngày nào cũng đi làm đúng giờ, làm như muốn lấy tiền thưởng vậy. Thứ bảy còn đi chung với anh Chính lấy đồ nữa. Boost, Lan Boost. Phải. Con à. Dạ. Từ nay họ không cần tới với ba trông cậy vào con. Đây không có đối thủ đúng là đau khổ. Không thành vấn đề mà ba Chính. Đâu có, em cũng có thể làm đối thủ của anh mà anh hai. Cậu mãi mãi không phải là đối thủ của ba, bởi vì đối thủ của ba nằm trên người ba. Nè nè, vậy đi, hay là hai cha con thi đấu thử có ai tệ hơn. Thi giỏi. Tôi ủng hộ Di Gia. Em ủng hộ anh hai. Em ủng hộ cậu Tán, ủng hộ anh hai. Cẩn thận. Sao ồn ào thế? Ý, là gia đình của chú. Là gia đình họ Quỳnh thôi. Muốn bắt chước chúng ta sao? Bắt chước cỡ nào cũng phong cách phong thủy bộ. Không được, chân của em mỏi rồi, em phải ngồi xuống. Được, ngồi. Ngồi đi. Anh hai, người yêu Alan của anh kìa. Đúng là gia đình của Alan. Làm sao nghe được chứ, bọn họ ồn ào muốn chết. Hay là chúng ta về đi. Cũng không nên như vậy mà mình ai nấy chơi thôi. Tóm lại là đừng mậu ở đây là được rồi. Chào. Chào A Lăng. Đúng là tốt không nên xấu lại Linh. Chào chú, các vị, chào mọi người. Chào. Hứa lão phu nhân bà cũng tới đây chơi nữa sao? Phải, rảnh rỗi tới đây tắm nắng, tốt cho sức khỏe lắm. Phải. Ông cũng có chơi cái này sao? Chúng tôi mới tới học thôi à. Môn thể thao bóng rổ trên cỏ này chú trọng lễ nghi lắm. Mọi người theo huấn luyện viên nào? Hình như không dạy mọi người cho lắm. Có chứ. Lúc mọi người họp chắc chắn không tập trung rồi. Trò chơi này là môn thể thao thượng lưu, cho nên lễ nghi rất quan trọng. Trước khi phát banh phải nói good bowling. Lúc đang ném banh phải giữ im lặng. Nếu ném không tốt phải nói là hep luck hay là good tea, chứ không phải giống như mọi người vậy. Yeah. Chúng tôi chơi đến hốt hồn quên mất những phép lịch sự đó. Xin lỗi nghe. Không sao. Chúng tôi đúng là mất mặt quá. Cảm ơn Alice nhắc nhở chúng tôi. Những chuyện thể thao chỉ tùy thắng thua thôi. Vậy hai gia đình chúng ta thi đấu thử với nhau đi. Nói đùa hay sao, chúng tôi mới học hỏi thôi. Làm sao chơi lại mọi người? Bộ huấn luyện viên của mọi người không có dạy chưa học thắng phải học thua trước sao? Huấn luyện viên chỉ dạy chúng tôi học không trước sau, đạt được thì được. Phải. Có những người không chừng đang thua sẽ thua hoài. Nè anh hai, anh đang hên. Hả? Không cần sợ, Đoàn Quyền đánh chết lão sư phụ. Phải. Chúc may mắn. Ra ngoài.
Đúng đó, đúng đó, đúng đó. Ê trời ơi. Chị hai, lễ nghi đó. Cổ vũ cũng không được, rắc rối quá. Ba, chú, con tính điểm giùm hai người. Cũng được. Di da, con cũng đi đi. Con đi với cô. Nè, chuyện ở công ty anh tiếp quản thuận lợi không? Cũng thuận lợi đó, con cô. Càng lúc tôi càng cảm thấy bản thân chưa đủ trình độ. Tôi cũng vậy. Chúng ta đi đâu đi? Xin lỗi. Ok. Đo xong chưa vậy? Ai thắng vậy? Muốn chó không sủa thật là khó lắm. Bác Khiên Đót xeo đâm bài. Chó sủa chó không cắn đâu. Mà nó đúng lắm đó. Càng sủa lớn tiếng á thì càng bất tài. Thế con họ chơi được bao lâu? Ma đã thắng rồi. Kim Dương. Ây chà, chơi không lại ông. Mới chơi vậy là giỏi rồi. Cứ cuối tuần mọi người tới đây chơi hay sao? Đa phần là vậy. Còn mọi người từ nay cuối tuần nào cũng gặp mọi người ở đây sao? Cũng còn tùy bà Chính có kiên nhẫn tiếp tục tới đây học hay là không. À phải rồi. Có buổi thuyết trình có thể anh có hứng thú. Anh có nghe nói về Thompson Girl không? Người mới được chọn làm một trong 10 nhà khởi nghiệp có sức ảnh hưởng nhất thế giới hay sao? Sắp tới ông có buổi thuyết trình ở Hồng Kông. Chủ đề là chiến lược thương hiệu của thế giới đương đại đó. Đương nhiên là tôi có hứng thú về thương hiệu rồi. Cô cũng đi hả? Tôi muốn học hỏi thêm nữa. Nè, đi chung đi. Cũng được. Chị hai anh hai, sao chị có ba người buồn tẻ vậy? Sao hả? Sao khuya vậy? Lâu ngày không về cũng phải gặp chị chứ. Em cũng biết lâu ngày không gặp sao. Chi bằng em hỏi cậu ta không tới công ty bao lâu rồi còn hay hơn. Em có email liên lạc với nhóm của em mà. Cậu tới đó ngồi chơi theo dõi đỡ hơn mail tới mail lui. Nếu cần thiết tự động em sẽ tới. Gần đây em đang bận chút việc ở ngoài. Cậu Út bận lắm đó. Nữ diễn viên Anna Baby bí mật gặp quỹ viên công ty lên sàn. Cậu cũng coi dự báo này sao? Hey, xui xẻo quá. Nè, cậu à, cậu bị người ta chụp hình sao không đeo khẩu trang đi? Người ta ai cũng che mặt kín mít mà. Thằng cũ của em đẹp trai như vậy đâu phải nuôi bồ nhí vợ bé, cần gì phải đeo khẩu trang che kín mặt chứ. Thì đó, trai chơi vợ gái chơi chồng sợ gì chứ. Cậu đó, đừng suốt ngày làm cho quan hệ trai gái trở nên kinh tởm nữa. Ảnh hưởng hình ảnh của công ty lắm. Anh yên tâm đi anh hai. Lần nào em cũng chia tay vui vẻ, tươi cười chia tay. Sau khi chia tay với em nào cũng sống tốt hơn em hết. Tôi không quan tâm tới những chuyện đó, bây giờ Di Gia nên thân rồi, biết nghỉ rồi. Ngày nào cũng đi làm sớm, về nhà ăn cơm xong thì lên phòng làm tiếp công việc của công ty. Ngoan ngoãn vô cùng. Cậu. Em. Thì cậu đó. Đương nhiên là em rồi. Nè cậu đừng phá nó, cậu. Cậu đứng lại ngay. Cậu. Được rồi. Nó biết cân nhắc mà. Không phải. Mừng là Di Gia nó. Nè anh không tin thằng cũ, anh cũng phải tin con của anh chứ. Bây giờ Di Gia đã biết suy nghĩ, không dễ bị người khác làm ảnh hưởng đâu. Bây giờ thằng con Di Gia này á, hoàn toàn nên người rồi. Chừng nào mới tới lượt thằng cũ này biết nghĩ chứ. Sắp rồi. Trời, cậu Út à, vô phòng lại mừng gõ cửa giùm. Có phải cậu cảm nhận được có người vô nên mới vào trang web này không? Trước đó cậu không phải, không phải mà. Nè, người này là ai vậy? Giáo sư Thompson gì đó, sao điều tra lý lịch của ổng chứ? Người này giỏi lắm đó, người Singapore. Năm nay được chọn là một trong 10 nhà khởi nghiệp có sức ảnh hưởng nhất. Sắp tới có một buổi thuyết trình ở Hồng Kông, con sẽ đi. Những chuyện này con cũng biết sao? Bèo chỉ con đó. Bèo, có nghĩa là cô Bèo đó cũng có đi phải không? Phải. Con chó đực này cái đồ cứ quậy tới thấy sợ luôn. Con cũng không biết con Bèo đó có gì hay làm cho con trở nên như vậy. Bây giờ con tốt lắm mà, phải không? Bà Chính, má Chính cũng rất là vui vẻ. Con nói con biết suy nghĩ nên thân hơn. Họ cũng hy vọng một ngày nào đó cậu cũng sẽ giống như con. Nè, sao con lại thích xen vô chuyện của cậu vậy? Sự thật là vậy mà. Nè, tức là chừng sao con sẽ không theo cậu ra biển chứ vậy? Cậu có một buổi tiệc bikini. Không đi. Nè, cậu Út à, hình như cậu chưa tới công ty lần nào đó, rảnh rỗi cậu ghé qua đi. Con đã biết suy nghĩ mà, công ty có con được rồi. Cửu à, rảnh rỗi thì... Cửu cái đầu con đó. Cửu à, chị thật sự muốn nổi nóng rồi đó.
Ông Lương, dựa theo điều 25B chương 4 trong quy trình công ty có ghi rõ tất cả giấy tờ nhất định phải gửi tới tay người dự họp trong vòng 24 tiếng trước khi cuộc họp bắt đầu để đảm bảo những người có mặt đầy đủ thời gian tìm hiểu nội dung cuộc họp cho nên thế nào? Tức là đột xuất thay đổi hình của hai tờ trình bày cũng nói không được, có phải ý cô vậy không? Ông Lương quy định như vậy. Được. Lời tôi nói là quy định, cô cứ làm theo. Tóm lại lát nữa họp, tôi muốn nhìn thấy phiên bản mới của hai tờ sửa đổi nằm trong bản trình bày. Trời, lại bị chị Poly rất chọc tức sao? Chị Hai à, phòng nhân sự của chị có người nào bình thường chút giới thiệu qua không? Có, thiếu gì hàng, hôm khác gửi vài đứa giỏi cho em chọn. Hay lắm, kiếm được người, lập tức đẩy nó đi, kêu nó đi giữ mấy anh. Cố gắng đừng có đụng tới người của nhóm Hồng Trà, mất công bị người ta có cớ, nói chúng ta gây chia rẽ, muốn bức hại. Lát nữa anh Hai là nói chúng ta chuyên gây chuyện cho coi. Được rồi, không chuyện nữa. Tóm lại từ nay, đừng cho cổ vô phòng của em gặp mặt em vậy được chưa? Được. Nè, lát nữa phải đi họp rồi. Những chuyện dự án em chuẩn bị xong hết rồi chứ? Dự án lần này em tận dụng hết mối quan hệ, dốc hết toàn bộ sức lực. Lần này nhất định sẽ nổ like. Vậy thì hay lắm. Em đó, phải mau chóng giành được công đầu. Như vậy mới giữ vững chiếc ghế CEO này. Đương nhiên. Đăng chắc rồi. Các vị, đúng ra nghị trình hôm nay trước tiên tôi sẽ nói về kế hoạch cải tạo thương xá Kim Tỉnh ở Bắc Giác. Nhưng mà tôi muốn quán đổi một chút, bàn với mọi người một dự án quan trọng hơn. Chris, kế hoạch phát triển căn hộ dịch vụ Trực Châu sẽ là hạng mục trọng tâm nhất trong năm nay của công ty chúng ta. Trực Châu nằm ở vị trí thuận lợi vô cùng, cách trung tâm thương mại biên giới sắp phát triển của chính phủ chỉ có 5 phút đi xe. Ai nấy đều biết, hàng ngày đại lục có từ vài ngàn đến vài chục ngàn khách du lịch tới Hồng Kông mua sắm. Cơ hội do họ mang lại, không cần tôi nói nhiều nữa. Vị trí màu xanh chính là khu đất của Gia Xuân Dượng, còn màu đỏ là đất của công ty Hứa Trác Hành. Mọi người coi đi, hai khu đất gần nhau lắm. Một lần nữa chứng minh, hai nhà Quỳnh Hứa chúng ta có một duyên số tuyền kiếp ở đó. Chỉ cần chúng ta mua luôn khu đất ở chính giữa này sẽ biến thành một khu đất lớn, có thể phát triển thành một khu đất căn hộ dịch vụ. Dựa vào ưu thế gần trung tâm thương mại biên giới sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho công ty của chúng ta. Nè khoan đã, trong khu đất đó có biệt thự nghỉ mát tổ truyền của gia đình chúng tôi mà. Không lẽ ông định phá luôn để phát triển hay sao hả? Ông khoan nôn nóng, để nghe tôi nói hết đã. Tôi chỉ lấy đất nông nghiệp và vườn cây bỏ hoang đối diện biệt thự của ông thôi. Thật ra nhìn vào tấm hình đã biết lợi ích nắm trong tay họ Hứa các ông rồi. Khu đất chúng tôi bỏ ra lớn hơn các ông rất nhiều. Chẳng phải là các ông bỏ nước tương chúng tôi bỏ gà sao? Lợi như vậy kiếm đâu ra chứ? Cũng vì kiếm tiền cho tập đoàn thôi. Thì đó, bây giờ chúng ta giống như người một nhà vậy, cần gì phân biệt lẫn nhau chứ? Nếu không ảnh hưởng tới họ Hứa thì được. Kế hoạch này nghe cũng hấp dẫn lắm. Chị Quả à, chị chuyên làm thu hồi đất đai kia mà, không lý nào chị không biết rõ thu hồi đất dính líu tới cư dân gốc của tầng giới, độ khó khó mà đánh giá được đó. Bây giờ thôn Tăng Gia kẹp giữa khu đất của chúng ta, khó lòng thỏa thuận được đó. Tiền thôi, đâu có chuyện không thỏa thuận được. Tôi hỏi ông, nếu người ta không chịu bán, ông có biết chúng ta có thể làm gì hay không? Không biết. Ông có thể dùng điều lệ Hồng Kông chương thứ 545 điều 3 trong điều lệ cưỡng chế bán đất đai để mà phát triển cải tạo, để đơn đến tòa án xin phép cưỡng chế mua bán khu đất. Ông có hiểu điều lệ này nói gì hay không hả? Ừ, không hiểu. Điều lệ này ghi rõ phải thu hồi được 90% đất mới được xin phép cưỡng chế. Thu hồi xong cũng chưa được đâu. Nếu ông phát triển khu đất xanh quá, phải để đơn lên sở quy hoạch, còn phải tư vấn chính quyền địa phương. Không biết ông có biết điều này không? Tôi không biết. Ông là CEO, ông vừa không biết vừa không hiểu, chúng tôi làm sao tin tưởng ủng hộ kế hoạch này? Tôi chỉ cần biết được một điều là đủ rồi. Đó là biết được nhiều người. Mọi người cũng thấy đó, mấy tấm này là hình ăn cơm trước đó tôi đã chụp chung với mấy đại ca ở tầng giới. Để tôi giới thiệu với mọi người, người này là chủ tịch hội đồng hương Cực Châu, người này là chủ tịch hội nông thôn tầng giới, còn người này lợi hại lắm nha, người chủ trì bữa cơm lợi hại, xóa sạch 300 chữ. Tôi đã nói chuyện với họ hết rồi, họ cũng đã đồng ý ủng hộ tôi. Tôi nói chuyện như vậy không biết có đầy đủ niềm tin để mọi người ủng hộ kế hoạch phát triển Trực Châu này của tôi hay không? Chị ủng hộ. A Lăng, ông nghĩ sao? Nếu ông Lương có quan hệ quen biết tốt như vậy, có thể dễ dàng giải quyết vấn đề thu hồi. Đương nhiên là tôi cũng ủng hộ. Đích thực kế hoạch này rất là hay. Phải á. Lúc nhỏ con cũng thường tới biệt thự chơi. Bấy lâu con luôn cảm thấy chỗ đó đẹp lắm. Con cũng mong đợi sau khi phát triển chỗ đó sẽ thay đổi, trở nên cơ hội vô hạn. Chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền. Đến lúc đó nhớ cho tôi vài cái like nha.
Nếu như dự án này không có vấn đề, chúng ta tiếp tục bàn kế hoạch cải tạo thương xá Kim Tỉnh Bắc Giác. Alo cụ. Kiếm coi ăn cơm, bây giờ cậu đang trên đường tới. Trên đường tới? Sao hả? Đừng nói là cậu không lo chuyện công ty nha. Có lẽ mọi người mới họp xong, đúng không? Nè, đi ra. Đi đi nha, 5 phút sau gặp dưới nhà đó. Ờ. Chào, Bill. Chào. Chào. Có hẹn đi ăn trưa hay sao? Ừ. Lúc nãy quà cũng đẹp lắm đó. Cảm ơn. Đi ăn với người tặng quà cho cô hả? Ừ. Bye bye. Ăn cái gì đây? Họ đi ăn ở đâu vậy ta? Nè, sao không nói sớm? Để cậu lái xe chạy theo đuôi họ. Hơ, vừa tặng quà vừa xe xịn, còn chở cổ đi ăn trưa. Cậu nghĩ tên này muốn cái gì đây chứ? Xe xịn thì có, tặng quà con cũng được. Có còn cao to đẹp trai hơn tên đó. Quan trọng nhất là gần thủy lưu đài mà. Không cần chuyện gì đã làm nét mặt thất bại. Con không có. Con không có? Không. Lý nào con lại không biết chứ? Cô bé của con giấu rất là nhiều lính. Cổ không phải là hạng người giống như vậy. Từ đầu con đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Phải đấu với mấy con chó được linh lát gì đó của cổ rồi phải không? Đừng có nói về con nữa cậu đó. Đã tới đây thì lên công ty đảo một vòng đi. Con kêu cậu đừng nói, con cũng đừng nói với cậu. Con cứ nói vài chuyện trong cuộc họp cho cậu nghe là được rồi. Lúc nãy họp nói về dự án Trực Châu đó. Sắp thu hồi rồi, lớp dạy thêm này còn chiêu sinh nữa sao? Không chừng tính thu học phí của người ta xong thì bỏ trốn đó. Các người nói thu hồi thì thu hồi sao? Bye bye. Cô không cần nóng như vậy. Chúng tôi tính sao bây giờ? Chúng tôi mới sang lại lớp dạy thêm này để dạy mới mở đúng một tuần thôi. Miu à, sao đột nhiên lại nói là thu hồi vậy? Cô à, chúng tôi không phải đột nhiên đòi thu hồi đâu. Khoan đã, mấy người định chừng nào thu hồi? Tôi không để họ thu hồi đâu. Bình tĩnh lại đi. Nè, kế hoạch thu hồi của tập đoàn Hứa Quỳnh chúng tôi là dùng hình thức giấy tờ báo với tất cả mọi người cách đây 3 tháng rồi. Hơn nữa cách đây 1 tháng chúng tôi cũng hoàn thành toàn bộ phần bồi thường. Cho nên vấn đề của hai cô không phải là vấn đề của tập đoàn Hứa Quỳnh chúng tôi. Nếu như hai cô muốn truy cứu thì tìm lại những người đã sang tên tiệm này lại cho hai người đi. Không thể cứu giãn thật sao? Hay là anh thử kéo giãn thời gian thu hồi có được không? Nè, chỗ này sẽ lần lượt được dọn sạch không có ai đâu. Cho dù chúng tôi chịu cho hai cô trì quản ở đây, tôi nghĩ đám học sinh cũng không dám tới. Thôi thì cô tính coi dọn đi nơi khác còn hay hơn. Chỗ này có tiền thuê rẻ nhất ở khu này. Ông kêu chúng tôi dọn đi chỗ khác, tức là mất hết đám học sinh ở đây rồi. Ê, đó là vấn đề của cô, tôi không thể giúp cô. Tôi không cần biết, trừ khi ông bồi thường tiền cho tôi. Nếu không chúng tôi sẽ không dọn đi. Cô lại có nhiên nói chuyện phải trái chút có được không hả? Bây giờ kẻ lừa cô là chủ nhà trước đó. Cô muốn tiền thì tiền cổ đi. Miu à, tôi không biết. Miu, nếu cô còn làm vậy chúng tôi có cảnh sát đó. Miu à, thật ra không liên quan tới họ đâu. Sẵn à, bây giờ chúng ta tính sao đây? Hai vị xin lỗi nha. Coi như mua bài học đi. Lần sau làm ăn cẩn thận chút nha. Coi bộ không dám làm ăn nữa rồi. Sao hả? Lý lịch chị gửi cho em coi chưa? Có chọn được ai không? Không phiền hai vị nữa, tạm biệt. Ê, cô Phương à, bây giờ cô không còn gì để làm nữa. Coi bộ cũng cần một công việc. Không biết cô có hứng thú làm trợ lý của tôi không? Lúc nãy tôi đã xem lý lịch của cô trong đó rồi. Tôi cảm thấy cô có thể giúp tôi. Tôi có thành ý vô cùng. Gọi cho tôi nha. Ơi. Ê. Ê. Than cái gì vậy? Than theo thôi. Giúp em đi. Nói. Xin kỷ lục lực sĩ thế giới giùm em đi.
khởi nghiệp đóng cửa nhanh nhất. Mở cửa hàng đúng một tuần thì đóng cửa, chẳng phải là kỷ lục thế giới sao? Cũng tốt. Nếu ok, cuộc đời của em coi như có chút thành công. Có cần phải ăn nói như vậy không? Nếu không ăn nói thế nào? Nói với em, cố lên, tiếp tục phấn đấu à, ráng lên à. Nhảm nhí. Thôi thì làm công hay hơn. Cửu à, có phải công ty của anh cần người không? Không lẽ em định vô Hứa Quỳnh sao? Thôi đi, nhân sự phức tạp lắm đó. Em biết công ty của anh vừa mới sát nhập, nhân sự rất phức tạp. Nhưng anh suốt ngày không tới công ty cũng phải có một tâm phúc coi chừng giùm anh chứ. Em muốn vô Hứa Quỳnh thật không sao? Không muốn em vô Hứa Quỳnh thật sao? Vậy thì không phải. Vậy được rồi. Sao em có danh thiếp của Tán Tiên Sinh vậy? Thì chính vì công ty của anh thu hồi tòa nhà của em mới làm ăn thất bại đó. Tại em gặp phải người xấu cho nên mới làm ăn thất bại thôi. Sao cũng được, sao cũng được. Tóm lại trên thế gian này có được ắt có mất. Tán Tiên Sinh của anh nói là mướn em làm trợ lý của ổng đó. Ổng làm sếp của em? Phải. Cũng tốt. Nè, nhưng đừng nói quen anh nha, miễn phiền. Em cũng ngại phiền lắm, em nhận lời ổng nha. Em muốn làm gì thì làm. Hỏi thiệt nè, có cần tay mắt lấy tin tức công ty dùm cho anh hay không? Hả? Em lo cho bản thân trước đi, bao năm nay không làm công, nói trước với em nha. Tán Tiên Sinh khó chịu lắm đó. Có anh chiếu cố mà. Xin lỗi nha. Chiếc tình bạn của anh đâu? Anh nói giả bộ không quen rồi. Chiếc tình bạn đó sẽ không lái ra đâu. Sao tệ quá vậy? Khai. Chào. Vô được chưa? Vô được rồi. Vậy thì đi, tôi muốn ngồi trên một chút. Nè, lát nữa tôi sẽ ghi âm, về nhà sẽ thảo thành văn bản, đến lúc đó gửi một bản cho anh. Cảm ơn cô nha, chắc chắn cô học hành giỏi lắm đó, phải không? Ừ, cũng được. Xin chào tất cả các bạn. Rất hân hạnh sáng nay được chia sẻ với các bạn về kinh nghiệm về mặt thương hiệu của tôi. Có thể nội dung thuyết trình của tôi rất nhiều người sẽ cảm thấy khó mà hiểu được, cho nên tôi hy vọng hôm nay mọi người có thể ra sức vỗ tay cho tôi, để những người nghe không hiểu cũng sẽ vỗ tay theo. Vậy thì sẽ không còn khó xử nữa, có được không? Chiến lược thương hiệu chính là kim chỉ nam đối với tương lai của công ty các bạn. Nó đại diện cho văn hóa công ty các bạn và cũng đại diện cho quan điểm giá trị của công ty. Đương nhiên, nó cũng có thể phản ánh sự hiểu biết đối với nhu cầu khách hàng của công ty các bạn. Cho nên, sau khi công ty các bạn định vị được thương hiệu rồi, các bạn cần biết rõ lời hứa đối với khách hàng là gì. Có thể như vậy sẽ giúp cho mục tiêu của các bạn rõ ràng hơn. Khác hẳn đối với các đối thủ cạnh tranh của các bạn, điều này vô cùng quan trọng bởi vì rất nhiều công ty đã phải chịu thất bại vì nó. Được rồi, nói chuyện nãy giờ chắc các bạn cũng đã đói rồi. Bây giờ chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi mới tiếp tục nha. Cô muốn ăn gì? Ăn gì cũng được. Ok. Cảm ơn. Lúc nãy anh cảm thấy thế nào? Nè, tôi cảm thấy Thompson Gold nó hay lắm. Nhiều người nói ổng nói chuyện rất khó hiểu. Cũng không hẳn. Thật ra ban đầu tôi sợ nhất không phải là sợ tôi nghe không hiểu, tôi sợ tôi bị ngủ gục mà thôi. Vậy hả? Lát nữa da bụng căng tròn, càng dễ ngủ gục hơn đó. Đừng ăn no quá. Vậy thì không được, nhịn đói khó chịu dữ lắm. Cùng lắm nếu một lát nữa mà cô ngủ gục thì tôi sẽ đánh cho cô tỉnh dậy. Cũng được, vậy chúng ta tát lẫn nhau. Ok. Nè, coi thử muốn ăn gì. Mà tôi nói đang ở gần đây, muốn ăn trưa chung với chúng ta, anh có ngại hay không? Đương nhiên tôi không ngại rồi. Cũng được. Xin lỗi nha, tôi đi vệ sinh một chút. Xin chào. Anderson, xin chào. Tình cờ vậy, mọi người đi đâu? Lên đỉnh núi, đi thôi. Anderson mới mua chiếc xe đua mới tuyệt vô cùng. Thôi đi, hôm nay tôi phải nghe thuyết trình. Thuyết trình cái gì? Đi chơi đi, dạo này hẹn cô ra cô được từ chối hết. Thì đó, nghe thuyết trình gì chứ, chán muốn chết. Không được, buổi thuyết trình này hữu dụng lắm. Hơn nữa tôi vừa mới bắt đầu đi làm, rất nhiều thứ cần phải học hỏi. Vậy thì hôm khác tôi mới hẹn mọi người đi chơi. Đi chung đi. Xin lỗi, tôi thật sự không muốn đi đâu. Đi thôi nhanh lên. Ê,
Nhanh nè, lên nè, nè, anh đi xem. Anh làm gì vậy? Anh muốn gì đây? Im đi. Anh nghĩ lại. Nè Kai, chúng ta đi trước đi. Ok. Muốn đi đâu chứ? Làm ơn cho qua. Nó là gì của cô? Không cần anh quan tâm, tránh ra đi. Tránh ra đi. Cậu ăn mày, không cần nói gì hết, chỉ cần gật đầu là được rồi. Tôi lập tức giải quyết giùm cậu cho. Cảm ơn anh Kê, tôi không muốn gây rối. Nghe rõ. Sao hả mày? Đi đi, đi. Má. Má à, mọi chuyện là do đám người Anderson quá đáng trước. Kai chỉ giúp con thôi, sao má có thể nói đến kẻ có vấn đề là Kai chứ? Má coi như Anderson có lỗi. Tụi con thanh niên trai tráng cãi nhau thôi mà. Cậu Kai đó vừa xuất hiện liền kêu xã hội đen đến giúp đỡ, không thể nào được. Anh ấy không có kêu xã hội đen. Đám người đó tình cờ đi ngang qua nhìn thấy giúp tụi con thôi mà. Sao má có thể nhất mực khẳng định đám người đó là xã hội đen chứ? Tất cả bọn họ xăm trổ đầy mình, mặt mày thì hung tợn, không phải sao? Anderson và Billy cả hai đều có xăm mình, một người ở trên ngực, một người ở sau lưng. Không lẽ họ cũng là xã hội đen hay sao? Bill, chú ý thái độ của con. Má chỉ lo cho con thôi. Lần này bà nội cũng không giúp con, sao cậu Khai đó lại giao du với đám xã hội đen đó chứ? Bà nội à. Được rồi, được rồi. Coi như không phải xã hội đen cũng không phải là người tốt gì. Tóm lại con tránh được thì tốt. Con cảm thấy mọi người có thành kiến với Khai rồi, không công bằng chút nào. Thật ra cũng không liên quan gì đến Khai. Lần này thím Alice công bằng lắm đó. Thím còn chưa nói xong. Khai sai nhất là cậu ta họ Quỳnh. Con đừng để những người đó bám theo mình nữa. Ảnh không có bám theo con. Tụi con chỉ muốn làm tốt công việc ở công ty, thấy có một buổi thuyết trình hữu ích nên đi nghe thôi. Còn nữa nha, báo hại con không được nghe nữa phần còn lại. Coi bộ Khai cũng đinh người lắm. Emily, em cũng không cần phải lo quá. Đúng vậy đó ba, Khai được lắm mà. Bèo, đừng ngây thơ quá. Tóm là con phải nhớ, bên nhà họ Quỳnh không có ai là người tốt. Cháu của nội là đứa rất ngoan, nhưng con chưa có kinh nghiệm. Nhớ là có một câu nói, đó là tri nhân tri diện bất tri tâm. Được rồi, tất cả mọi người đừng nhắm vào Bèo nữa. Nó biết rồi. Má lặp lại một lần nữa, mọi người không muốn con và cậu ta tiếp xúc nhiều quá. Con phải hứa với má đó, ok? Bèo. Ok. Khai, chuyện hôm qua xin lỗi và cảm ơn. Thú gì vậy? Vừa xin lỗi vừa cảm ơn sao? Xin lỗi là bởi vì Anderson là bạn của tôi, nhưng mà ảnh tệ quá. Với lại cảm ơn bởi vì cũng may hôm qua có anh thôi. Quan trọng là cô không sao thôi. Tôi dùng ly cà phê này coi như là nói câu xin lỗi với anh. Cảm ơn. Phải rồi. Cho cô nè. Hôm qua ở... Bèo. Má. Bà Hứa. Sao má tới đây vậy? Cà phê thơm lắm. Má cũng muốn uống một ly nữa. Ly này cho Khai, con rót ly khác cho má. Bà Hứa, bà uống ly này trước đi. Cảm ơn. Con phải trả lời điện thoại này. Con xin lỗi má, lát nữa gặp má nha. Alo, ông Thái hả? Phải. Xin lỗi nha, bà Hứa, tôi ra ngoài làm việc trước. Khoan đi đã. Hôm qua tôi và Bèo đi hơi gấp. Bèo nói cho tôi biết chính cậu đã giải dây cho nó. Cảm ơn cậu. Không có gì, bổn phận thôi mà. Không nhất thiết là bổn phận. Đôi bên đều là đồng nghiệp bình thường, cậu chịu ra mặt cho nó là rất đáng quý. Nhưng mà như vậy, Bèo và bạn của nó có phương thức trao đổi riêng của họ. Họ có vấn đề thì sẽ dùng cách riêng của họ để mà giải quyết vấn đề. Hơn nữa, tôi cũng biết rất rõ lai lịch gia đình của họ, cho nên tôi rất yên tâm để Bèo chơi chung với bọn họ. Thật ra hoàn cảnh trưởng thành của cậu và Bèo khác nhau. Điển hình như hôm qua vậy, cậu dùng cách giải quyết của cậu. Phải, cậu có ý muốn bảo vệ cho Bèo, nhưng mà tôi cảm thấy hình như không thích hợp cho lắm. Trái lại tôi cảm thấy sẽ ảnh hưởng tới Bèo. Bà Hứa, cậu không thích hợp mà bà nói là... Tôi xin nói trước, nếu như có xúc phạm hay là hiểu lầm, cậu đừng chấp nhất. Cậu không thích hợp nhất là nhờ một đám người giang hồ đó tới giúp đỡ.
Họ chỉ tình cờ đi ngang mà thôi. Ồ, vậy thì được rồi. Tức là cậu thừa nhận cậu có quen với một đám người có lai lịch đen. Hiểu biết của tôi không sai chứ? Bèo nó không quen đâu. Tôi thật sự không muốn cậu và Bèo có quá nhiều sự tiếp xúc bên ngoài công việc. Phải, tôi biết. Vậy thì tốt rồi. Chào Béo. Thật ra cái USB đó... Tức là cậu thừa nhận cậu có quen với một đám người có lai lịch đen. Cách hiểu biết của tôi không sai chứ? Béo nó không quen đâu. Tôi thật sự không muốn cậu và Béo có quá nhiều sự tiếp xúc bên ngoài công việc. Chào Béo. Nè Khai, xin lỗi nha, giờ này con gọi cho anh. Không sao đâu, chuyện gì vậy? Tôi muốn cảm ơn anh. Thì ra cái USB hôm nay anh đưa cho tôi là nội dung của buổi thuyết trình tiếp theo. Cảm ơn anh đã ghi âm giùm tôi. Tôi cũng cần xài mà, không có gì. Tóm lại cảm ơn nha. Tôi đã copy rồi. Ngày mai tôi gửi lại cho anh. À phải rồi, ngày mai tôi còn phải pha ly cà phê ngon cho anh nữa. Được rồi, cảm ơn nha. Sao anh phải cảm ơn tôi? Tôi cảm ơn anh thì đúng hơn. Khuya rồi cô còn chưa ngủ hả? Tôi cũng sắp ngủ rồi. Tôi không phiền cô nữa. À phải rồi, nếu chừng nào có thời gian tôi sẽ nghe tiếp phần còn lại. Nếu có gì không hiểu tôi sẽ hỏi anh ha. Thật ra tôi cũng có chút không hiểu, hay là hôm nào... Vậy hôm nào chúng ta nói chuyện đi. Cũng được. Ok, tôi không phiền anh nữa. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Các chị em, chủ nhật này gặp đoàn anh em gợi ý chân thành trong đám anh em đó. Có một hai người được lắm. Yes, tôi đã mua được bộ bikini đẹp tới lúc đó mặc rồi. Tôi cũng vậy nữa. Mọi người quá đáng lắm nha, tôi mặc nữa. Làm sao thiếu tôi được? Showtime. Venus, cô cũng mặc nha. Nè, Venus, thật ra cô có đi hay không? Cô chưa giơ tay đó. Bờ hồ sao? Thôi đi. Venus... Sợ gì chứ, đã nói là bờ hồ, ở bờ hồ thôi, không xuống nước đâu. Nè, cử vĩ hồ, không thể thiếu một cái đuôi được. Không đi là không có nghĩa khí, đi. Ngoan lắm, thương lắm. Không phải cô chờ tôi ra xe lấy sách cho cô sao? Cảm ơn. Tôi chơi đi. Thôi đi, mất công bị họ ném xuống nước. Venus sợ nước thôi, cô cũng sợ sao? Mới ăn no, lát nữa đi. Chẳng phải cô nói đi du lịch làm công sao? Định đi đâu chưa? Đây Kerry cái đã. Hai người hẹn nhau đi chung sướng vậy sao? Đâu có. Kerry, cô bị CEO đây hẹn đó đuổi đi, cho nên định đi du lịch công tác sao? Nếu thật như vậy, tôi đã lên tiếng cho mọi người cùng làm việc bêu xấu CEO đó lâu rồi. Vậy tức là sao? Thì ra vụ lần trước là tin dịch thôi. Qua hôm sau thư ký của sếp lớn nói lại thì mới biết sếp của tôi bị tội nhận hoa hồng, cho nên công ty mới đuổi ổng đi. Anh ấy thấy ổng không có việc làm nên mới giới thiệu việc mới cho ổng. Anh ấy thật sự là người tốt đó. Sao bây giờ cô mới minh quan cho anh ấy? Cái gì chứ thì bây giờ nói lại thôi. Nè, mọi người ngồi đây hết sao, qua bên kia chơi đi. Mọi người đi đi. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ nương theo cô, không có ném cô xuống nước đâu. Cô đừng tin cổ, chị em cũng không tha. Chỉ có cô là tốt nhất. Ném cô xuống nước đi. Nhấn xuống.
Mời vào. Venus. Xin lỗi nha, lần trước anh mua quyển sách giùm em quên trả tiền lại cho anh rồi. Xin lỗi nha. Anh cũng quên mất rồi. Tính lượng tiền vận chuyển đủ không? Hình như không đủ. Vậy còn bao nhiêu tiền? Anh nói đùa với em thôi, đã đủ rồi, còn có lời nữa. Em ngồi đi. Sao đây, bài tốt nghiệp của mọi người cũng sắp nộp rồi. Đã chuẩn bị tới đâu, có cần phụ không? Em đã chọn đề mục để làm, nhưng khi em làm phân tích á, có một bản báo cáo em không hiểu. Dù sao cũng chưa tới giờ lên lớp. Em có mang theo bài thi đó không? Để anh coi lại giùm em. Có, nằm trong thẻ nhớ của em. Ok. Xin lỗi nha, là file nào vậy? Cái này là file khái niệm tài chính và kế toán. Mày nói rồi, những file còn lại có phải là văn kiện bí mật của công ty không? Phải đó. Em không nên lấy những văn kiện bí mật của công ty chứa trong thẻ nhớ không có hệ thống bảo mật, bởi vì nếu tiết lộ ra ngoài có thể sẽ rắc rối lắm. À, phải hả? Lần sau đừng vậy nữa. Tiết lộ bí mật công ty không phải chuyện đùa đâu. Tại em nhất thời sơ suất, sau này sẽ không vậy nữa. Hay là gì, em gửi bài thi đó vào trong email của anh đi, để anh về nhà kiểm tra lại kỹ hơn, sau đó mới trả lời cho em. Như vậy có được không? Cũng được. Ok. Đây. Cảm ơn. Ừ. Thực ra thì đối với công ty mà nói, tỷ lệ lưu động cao tức là chứng tỏ có tính lưu động, nhưng mà cũng có thể là sử dụng tiền mặt và những tài sản ngân hàng khác không được hiệu quả. Khả năng thanh toán nhanh và tỷ lệ lưu động thể hiện tình trạng khác nhau, bởi vì tồn kho chiếm hơn một nửa tài sản lưu động của một công ty, cho nên điều đó dẫn tới. Anh Nick à, bài thi của em có nhiều chuyện muốn hỏi anh lắm. Em cũng vậy, mấy con này khó quá, với lại những phần tham khảo này không biết kiếm đâu ra. Anh Nick à, hay là hẹn giờ nào đó anh dạy thêm cho tụi em đi. Hay là gì, lần sau trước khi vào lớp các em tới trước nửa tiếng ghé qua phòng tôi, tôi sẽ cố gắng giúp cho mọi người. Em yêu. Ba ơi, ba về chưa? Chà, Candy, con hư lắm, giờ này mà chưa ngủ sao? Con đói bụng không ngủ được, con muốn ăn cá viên, ba mua cá viên cho con đi. Thôi được, ba sẽ mua cá viên về cho con ăn, nhưng mà con phải ngoan đó, có biết chưa? Quan hao, má ơi, ba hứa mua cá viên cho con kìa. Anh đó, không thông minh chút nào, anh phải từ chối mới đúng chứ. Em yêu, lần sau em phải nhắn tin báo cho anh biết trước chứ, phải báo án trước mới được. Không nói với anh nữa, lái xe cẩn thận nha. Được rồi, chúng tôi gặp. Bye bye. Cảm ơn cô. Venus. Chào. Em tìm gì vậy, mất đồ sao? Em làm mất thẻ nhớ rồi. Có phải là thẻ nhớ có hồ sơ công ty của em không? Phải đó. Lúc nãy khi vô đây mua đồ, móc bóp trong túi ra, sau đó không thấy nó đâu nữa. Nick à. Thật ra anh... Không cần thật ra đâu, bây giờ cũng khuya lắm rồi, để anh tiếp tục tìm giùm em. Alo em yêu, anh có chút chuyện phải quay lại trường giải quyết. Xin lỗi nha, chút nữa anh về ngay. Candy đâu, nó ngủ rồi sao? Ok, được rồi, em cũng ngủ sớm đi, không cần chờ anh đâu. Ok. Được rồi, bye bye. Xin lỗi nha, phiền anh cả đêm. Không sao đâu, không cần phải xin lỗi. Thật ra bình thường em không bất cẩn đến vậy. Thật ra chuyện cũng nhỏ thôi. Nè, ban ngày em phải đi làm, ban đêm phải tới đây nghe giảng bài nữa, chắc chắn rất mệt mỏi, nên cũng đừng trách bản thân mình làm gì. Ok. Tất cả cũng là lỗi của em, nếu không tại em lấy hồ sơ của công ty để trong thẻ nhớ của em, cho dù làm mất cũng không sao đâu. Bây giờ còn làm cho áo sơ mi của anh bị dơ. Áo có thể giặt sạch được mà. Bỏ đi, không thể tìm lại thẻ nhớ đó đâu. Cũng khuya rồi, hay là chúng ta cùng đi. Vậy để anh vào toilet
Rửa tay trước đi. Em cũng đi. Ok. À, lúc học xong em có đi vệ sinh. Này của anh thơm quá là cái gì? Có phải cá viên cà ri không? Hả? Em lấy một chút ăn đi. Em nghĩ có phải thế gian này trùng hợp không? Nếu như không phải tại con của anh đồ ăn cá viên cà ri mới chịu đi ngủ thì anh cũng không gặp em ở đó. Cảm ơn. Nhìn em ăn thấy ngon miệng như vậy làm cho anh cũng cảm thấy đau bụng theo luôn. Nè. Cảm ơn. Em cứ bỏ trên xe được rồi. Chúng nên em bỏ chưa? Anh nghĩ chắc chắn là em muốn nói cảm ơn anh hay là làm phiền anh. Không cần đâu, chúc ngủ ngon. Từ nay em sẽ rất cẩn thận. Ngủ ngon. Anh biết em nhất định như vậy, ngủ ngon. Sometimes it's not great, but hey, morning brings a brand new day. Life is rarely black and white, words set from the left to right. Arms are wrapped around my soul, I'm racing your wooden bowl. Tired and worn and scratched and torn, still I am yours to hold. We are greater than our sum of parts. Together we're a work of art. Paint and canvas lay forever woven at the heart. I promise, in love we'll laugh and sometimes cry. Be brave and be brave.